chúa thánh thần nay xuống. Yên nuôi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công hiệu vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Này Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng con. Ta Đức Chúa Trời có ba ngôi, là ngôi thứ hai đã xuống thế làm người chịu chê và chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng ca điều hội thay dây thì vương vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho thay ngã mẹ này Chúa. Chúa là Đấng tròn to tròn này vô cùng, Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu lán chịu chế vì con mà con đã ca lòng phán nghĩa công Chúa, thì con nó buồn đau đớn, con chế ghen mọi tội con trên hết mọi sự, con dâng lòng Chúa cả ai và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lấy xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Xin mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ đồng tế sáng nay mang một ý nghĩa đặc biệt, diễn tả tình hiệp thông của linh mục đoàn trong giáo phận với Đức Giám mục, vị chủ chăn của giáo phận, cùng cộng đoàn dân Chúa. Việc quy tụ các thành phần dân Chúa trong thánh lễ này là hình ảnh cụ thể của giáo hội, như thánh Ignatio thành Antioquia đã nói: mỗi khi Đức Giám mục cử hành phụng vụ với đoàn chiên của mình, cùng với linh mục đoàn và các thừa tác viên bao quanh, thì đó chính là lúc mầu nhiệm giáo hội được tỏ lộ và là dấu chỉ sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô. Thánh lễ hôm nay còn được gọi là lễ truyền dầu, vì có nghi thức thánh hiến dầu thánh và làm phép dầu dự tòng cùng dầu bệnh nhân. Phụng vụ Kitô giáo tiếp nối truyền thống của Cựu Ước khi sức dầu thánh hiến các vua, các tư tế và các tiên tri. Qua đó, các ngài trở nên hình bóng của Chúa Kitô, Đấng được sức dầu. Nhờ việc sức dầu thánh trong bí tích thánh tẩy, tất cả mọi Kitô hữu cũng được tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, được chia sẻ ba chức vụ: tư tế, tiên tri và vương đế của người. Và trong bí tích thêm sức, chúng ta được sức dầu thiêng liêng của Chúa Thánh Thần để trở nên chứng nhân của Chúa giữa trần gian. Còn các linh mục đã được sức dầu thánh trên tay trong nghi lễ truyền chức thánh để nói lên sự thánh hiến cho Thiên Chúa, được đặc cử làm thừa tác viên của người, lo việc rao giảng phúc âm, chăm sóc nhu cầu thiêng liêng cho các tín hữu và cử hành việc thờ phượng Thiên Chúa. Cộng đoàn chúng ta hãy sốt sắng tham dự thánh lễ này để cầu nguyện cho Đức Cha chính Cosma và Đức Cha Giuse chính cùng các linh mục và mọi thành phần trong giáo phận. Kết thúc thánh lễ này, Đức Giám mục sẽ ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá cho cộng đoàn. Vậy để xứng đáng lãnh nhận, mỗi người phải xưng tội, ăn năn dốc lòng chừa cải tội lỗi, sốt sắng tham dự thánh lễ này và hiệp lễ cách ý thức. Với những tâm tình đó, giờ đây xin mời cộng đoàn đứng. Chúng ta cùng hướng về đoàn nghi lễ, hiệp ý với Đức Giám mục chủ tế trong thánh lễ này thật sốt mến.
mời đoàn trống cử bài. Thank you.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Kính thưa Cha Tổng Đại diện, kính thưa quý cha quản hạt, kính thưa quý cha đang làm việc mục vụ trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận đang đồng tế thánh lễ hôm nay. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ các dòng. Kính thưa quý cụ, quý cố, quý ông bà, anh chị em, cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ hôm nay rất thân mến. Sau những ngày thời tiết u ám, nồm ẩm, sáng hôm nay ánh nắng đã bừng lên với một bầu không khí thoáng đãng, khô ráo. Chúng ta tụ họp nhau nơi đây trong thánh đường của giáo xứ Bến Đông để cùng cử hành thánh lễ theo truyền thống của Hội Thánh hàng năm, vốn được gọi là lễ truyền dầu. Và điều đặc biệt trong thánh lễ hôm nay đó là sự tham dự đông đảo hầu hết của tất cả các cha đang làm việc mục vụ trên địa bàn của 11 tỉnh thành thuộc giáo phận chúng ta. Trong thánh lễ này cũng có nghi thức
làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và nghi thức thánh hiến dầu thánh. Tất cả những chi tiết ấy làm cho thánh lễ hôm nay mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Chúng ta dâng thánh lễ này trong tư cách là hội thánh của Chúa, cộng đoàn dân Thiên Chúa. Chúng ta qua sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận và tất cả các cha đang làm việc trong giáo phận, trong tư cách là các cộng sự viên của hàng giám mục, cùng với các thầy phó tế, cộng đoàn dân Chúa, có các tu sĩ nam nữ và tất cả quý ông bà anh chị em, chúng ta nhận ra một khuôn mặt của hội thánh đang sống động trên địa bàn của giáo phận thân yêu chúng ta. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các cha đang làm việc trong tất cả các mảnh đất của giáo phận. Chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho tất cả các cha đang đau yếu cách này cách khác mà hôm nay không đến đây để tham dự thánh lễ được. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả mọi thành phần cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận biết sống đức tin và qua việc sống đức tin ấy làm chứng cho Chúa trên môi trường sống của mình. Với tất cả những tâm tình ấy, giờ đây cộng đoàn chúng ta thành tâm sám hối, xin Chúa thứ tha cho chúng ta những yếu đuối, khiếm khuyết và lầm lỡ, giúp chúng ta bớt bất xứng để dâng lên Chúa tất cả những tâm tình vừa nêu trong thánh lễ đặc biệt hôm nay. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội. Nhờ lời khẩn cầu và công nghiệp của Đức Maria trọn đời đồng trinh, của hai thánh tông đồ là Phêrô và Phaolô và của toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót ban cho anh chị em thời gian năn năn tội thật, làm việc đền tội, có kết quả, được lòng biết luôn luôn sám hối và cải đổi đời sống, được kiên vững làm các việc lành, và khi đã tha thứ mọi tội lỗi cho anh chị em thì xin người dẫn đưa anh chị em vào cõi trường sinh.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban Thánh Thần sức dầu tấn phong Con một Chúa làm Đấng Thiên Sai và làm Đức Chúa. Chúa đã hiến thánh chúng con khi cho chúng con kết hiệp với Người. Xin cho chúng con cũng nhờ Người trở nên chứng nhân của tin mừng cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài đọc 1 trích từ sách tiên tri Isaiah cho thấy Thiên Chúa sức dầu thánh hiến những người Chúa tuyển chọn. Đồng thời, Thiên Chúa cũng sức dầu cho dân Người để trao ban niềm hân hoan và làm cho họ xứng đáng là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than, tặng cho những kẻ khóc than ở Sion tấm khăn đại lễ thay cho bụi, dầu thơm hoan lạc thay tang chế, áo ngày hội thay tâm thần sầu não. Còn anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa. Người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta. Ta sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi, và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và dòng nòi và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành. Đó là lời Chúa.
Chúa con thờ là núi đá cho con được cứu độ, là núi đá cho con được cứu độ. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Nguyện xin Đức Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là thủ lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của người. Kính dâng người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Kìa, người ngự đến giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy người, cả những kẻ đã đâm người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy người. Đúng thế. Amen. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: Ta là Alpha và Omega, là đấng hiện có, đã có và đang đến, là đấng toàn năng. Đó là lời Chúa. Sẽ công bố tin mừng, xin cộng đoàn đáp và ở cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi,
sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu lát nữa đi về, đi lễ về, người ta hỏi là hôm nay đi lễ dầu thì thấy cái gì, thì chúng ta sẽ trả lời làm sao? Kính thưa cộng đoàn, thấy hôm nay có Đức Cha, đương nhiên lễ dầu là phải có Đức Cha rồi. Thấy các cha đông thật là đông, đương nhiên lễ dầu thì phải có các cha rồi. Vì hôm nay các cha đến đây để tham dự thánh lễ và nhắc lại lời đoàn hứa khi chịu chức thánh. Thế thì, nhưng mà những cái mà chúng ta vừa nói là chúng ta thấy thì những người khác, người ta không đi lễ người ta cũng thấy. Nếu người ta xem trực tuyến người ta cũng thấy. Nhưng mà có lẽ thánh lễ hôm nay chúng ta điều đầu tiên được thấy là cái khác. Cái mà những người không có đức tin thì không có thấy được. Dù có xem trực tuyến hay không xem trực tuyến, không thấy được. Quý ông bà anh chị em có biết là cái gì không? Thánh lễ hôm nay điều đầu tiên mà chúng ta là những người có đức tin nhận ra một cách rõ nét, đó là một Đức Kitô đang sống trong lòng hội thánh. Chúng ta chỉ có con mắt đức tin mới nhận ra được đấng ấy. Nếu không có đức tin thì hôm nay người ta không ai nhận ra cái điều ấy. Và nếu người ta không nhận ra, mỗi người chúng ta không nhận ra một Đức Kitô đang sống trong cộng đoàn hội thánh ở Bắc Ninh này, thì sự hiện diện từ Đức Cha, các bề trên, các dòng, các tu sĩ và tất cả mọi người trở nên vô ích. Cha làm gì? Nếu Đức Kitô không đang sống động ở trong cộng đoàn giữa lòng hội thánh. Cho nên thưa cộng đoàn, cái điều đầu tiên mà thánh lễ dầu hôm nay vén mở cho chúng ta thấy, cái chúng ta có thể thấy thì lại là cái không thấy. Nếu chúng ta dùng con mắt bình thường, con mắt thể xác để nhìn, không thấy. Nhưng với con mắt đức tin, chúng ta nhận ra một Đức Kitô đang sống trong lòng hội thánh hôm nay ở đây, nơi giáo phận Bắc Ninh thân yêu này. Một Đức Kitô đang sống. Đức Giáo hoàng Francisco đã viết một cái tông huấn dành cho người trẻ, nói với người trẻ. Và Đức Giáo hoàng lấy cái tựa đề của cái tông huấn đấy là Christus Vivit, nghĩa là một Đức Kitô đang sống. Cho nên hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ này và bằng cặp mắt của đức tin, chúng ta nhận ra một Đức Kitô đang sống trong lòng hội thánh của người. Điều ấy thưa cộng đoàn là hết sức quan trọng và là nền tảng. Nếu không có điều ấy, nếu chúng ta không nhận ra điều ấy, cuộc lễ hôm nay chả có ý nghĩa gì. Nếu chúng ta không dùng con mắt đức tin để nhận ra một Đức Kitô đang sống trong cộng đoàn hội thánh,
thì cuộc lễ hôm nay chỉ là một thứ lễ hội, không hơn không kém gì. Cho nên thưa cộng đoàn, nếu chốc đi lễ về người ta có hỏi là hôm nay đi lễ thấy gì, thì làm ơn xin thưa rằng hôm nay tôi đến tham dự thánh lễ, và cái điều đầu tiên dưới hướng dẫn của Đức Cha Giáo Phận, tôi nhận ra một Đức Kitô đang sống trong lòng hội thánh ở Bắc Ninh này. Có được không? Được, mà là đấy, phải vậy mới được chứ. Đấy là điều thứ nhất mà thánh lễ hôm nay vén mở cho ông ta thấy. Một khuôn mặt Đức Kitô đang sống, mà chỉ có những người có đức tin mới thấy được điều ấy. Thế ngoài một Đức Kitô đang sống mà chúng ta nhận ra được qua cái cuộc lễ dầu vén mở cho chúng ta, thì chúng ta còn thấy gì trong ngày lễ dầu hôm nay? Chắc chắn là cái này thì không cần thiết lắm phải dùng đến con mắt đức tin, dùng con mắt thông thường thì cũng có thể thấy được. Thấy có Đức Cha, các tu sĩ nam nữ, các bề trên, các dòng, các cụ, các cố, quý ông bà, anh chị em tham dự thánh lễ hôm nay, đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa ở giáo phận Bắc Ninh. Chúng ta thấy một hội thánh đang sống. Cặp mắt đức tin cho chúng ta thấy một Đức Kitô đang sống. Thì với một con mắt bình thường của thể xác, chúng ta nhận ra một hội thánh đang sống, một hội thánh sống động. Thế hội thánh đấy là ai? Tôi vừa nói với mọi người rồi, hội thánh đấy là Đức Cha, hội thánh ấy là hội, là các cha, các tu sĩ nam nữ, các dòng và cộng đoàn dân Chúa. Cho nên thưa cộng đoàn, Đức Cha không phải là Chúa đâu. Đức Cha là hội thánh, các cha là hội thánh, các quý ông bà anh chị em, các tu sĩ ngồi đây cũng là hội thánh. Cho nên mọi người có hỏi tôi là Đức Cha là ai, tôi cũng là hội thánh, Đức Cha cũng là hội thánh, các cha từ cha tổng đại diện, các cha quản hạt cũng là hội thánh. Thế thì người ta hỏi thế bà là ai, thế thì chúng ta trả lời sao? Tôi cũng là hội thánh. Đôi khi tôi nghĩ điều này nhưng mà tôi sợ là nó không xảy ra. Có những cuộc lễ người ta mời, tôi ước mơ là tôi không cười, tôi không phải cử hành thánh lễ, tôi ngồi dưới để tham dự thánh lễ mà các cha cử hành để nhắc nhớ tôi điều gì, quý ông bà anh chị em có biết không? Nhắc nhớ Đức Cha điều gì, quý ông bà anh chị em có biết không? Nhắc nhớ Đức Cha biết là Đức Cha là hội thánh, con là hội thánh, Đức Cha cũng là hội thánh. Đức Cha không phải là bố của hội thánh đâu. Cho nên thưa cộng đoàn, tôi vừa chia sẻ với cộng đoàn, với con mắt đức tin chúng ta nhận ra một Đức Kitô đang sống, và với con mắt bình thường này chúng ta nhận ra một hội thánh cũng đang sống. Hội thánh đấy là ai? Đức Cha, các tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Vấn đề là như này, làm sao ta biết được cái hội thánh ấy đang sống? Bởi vì thưa cộng đoàn, hội thánh đang sống là bởi vì Đức Kitô đang sống nuôi dưỡng hội thánh ấy. Nếu Đức Kitô không nuôi dưỡng hội thánh thì hội thánh không sống được. Chẳng những sống mà sống khỏe nữa. Thế thì làm sao để Đức Kitô mắt thường chúng ta không thấy được đang sống, chẳng những thế mà còn đang nuôi sống hội thánh của người nữa? Thế làm nào? Làm nào mà một Đức Kitô mà mắt thường không thấy mà lại đang sống và đang nuôi sống hội thánh của người tại Bắc Ninh này? Thế làm nào vậy? À, Đức Kitô đang sống ấy qua Đức Giám mục Giáo phận, qua các linh mục là các cộng sự viên của Đức Giám mục Giáo phận, và các thầy phó tế là những người phụ giúp với Đức Giám mục, và các linh mục là cộng tác viên của Ngài cử hành các bí tích để nuôi sống hội thánh của Chúa. Cho nên thưa cộng đoàn, Đức Cha và qua Đức Cha có các cha cộng tác với Ngài và các thầy sáu là những người có chức thánh. Những người ấy không phải là do khôn ngoan tài giỏi được cắt
cử hay là xứng đáng không. Chức thánh là một ơn ban nhưng không cho những con người yếu hèn, những con người kém cỏi, những con người bình thường như bao nhiêu người khác. Quý ông bà chị em đừng có tưởng là Đức Cha là tài giỏi hết mọi sự, các cha là khôn ngoan thông tái, không có đâu, cũng tội lỗi đó. Có đôi khi quý ông bà chị em có cảm thấy không hài lòng về Đức Cha điều này hay không hài lòng về cha của mình điều kia không? Có không? Cũng là những con người đầy tính xác thịt, đâu có phải là thánh thần hay là ngon lành gì đâu, không có. Không phải là một cái hạng gọi là được tuyển chọn đặc biệt, bởi vì đấy là những người đẻ ra để làm cái chuyện đấy, không có. Cũng là những con người đầy yếu đuối và bất toàn, thưa cộng đoàn. Thú thực là phải nhìn nhận như thế, nhưng là một sự nhưng không mà Thiên Chúa ban cho. Để làm gì? Để trở thành khí cụ Chúa dùng mà nuôi dưỡng hội thánh của người. Từ Đức Cha trở xuống, thưa cộng đoàn, Đức Cha cũng là khí cụ. Các cha là cộng sự viên của Đức Cha thì cũng là khí cụ. Các thầy phó tế là những người phụ giúp với Đức Cha thì cũng là khí cụ hết. Cho nên thưa cộng đoàn, chức thánh biến một con người trở thành một khí cụ chuyên dụng để Thiên Chúa dùng làm gì? Nuôi dưỡng hội thánh của Chúa. Nuôi dưỡng hội thánh, chẳng những thế, nuôi dưỡng một cách khỏe mạnh, một cách dồi dào, như Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Gioan chương 10 câu 10: ta đến để làm cho chiên được sống và sống dồi dào. Cho nên thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ dầu này không phải chỉ là thánh lễ để chú trọng đến việc làm phép dầu hay thánh hiến dầu thánh. Hôm nay chúng ta cũng không phải đến đây thì chỉ để cầu nguyện cho các cha, vì hôm nay là ngày các cha nhắc lại lời cam kết khi chịu chức thánh. Nhưng mà hôm nay là ngày lễ vén mở cho chúng ta thấy khuôn mặt của một Đức Kitô đang sống và một hội thánh đang sống, được nuôi dưỡng bởi Đức Kitô đang sống ấy. Và Đức Kitô đang sống ấy qua các thừa tác viên của Ngài nuôi sống hội thánh của Chúa. Cho nên hôm nay khi nhắc lại, lặp lại lời cam kết vào ngày chịu chức thánh, điều ấy nhắc nhớ các linh mục điều gì? Nhắc nhớ các linh mục ý thức mình là khí cụ Chúa dùng để nuôi dưỡng hội thánh của Chúa, không phải nuôi dưỡng hội thánh của cha. Và một điều nữa chúng ta thấy trong ngày lễ dầu hôm nay là việc làm phép dầu thánh, làm phép dầu bệnh nhân, làm phép dầu dự tòng và thánh hiến dầu thánh. Tôi vừa chia sẻ với cộng đoàn, các cha là những thừa tác viên của việc cử hành bí tích. Việc làm phép dầu dự tòng, dầu bệnh nhân và thánh hiến dầu thánh là chất liệu để giúp cho việc cử hành bí tích mà các linh mục là các thừa tác viên. Cho nên hai cái điều ấy nó gắn kết với nhau như này: các linh mục là thừa tác viên cử hành bí tích, dầu và đặc biệt là dầu thánh là chất liệu để giúp các thừa tác viên cử hành tốt đẹp các bí tích mà Chúa đã thiết lập. Để qua việc cử hành các bí tích ấy, ơn thánh của Chúa tuôn đổ xuống, nuôi dưỡng hội thánh của Chúa một cách dồi dào, một cách viên mãn trong thế giới hôm nay mà chúng ta đang sống này. Cho nên thưa cộng đoàn, nhìn chức thánh như là một ân ban nhưng không, cao cả, lớn lao và vĩ đại, nhưng mà lại chất chứa nơi những con người mỏng giòn, yếu đuối. Cho nên Thánh Phaolô nói cái hình ảnh ấy, vay mượn một cái hình ảnh là một cái bình sành ha. Ơn thánh của Chúa thật là quý, chức thánh của Chúa thật là cao trọng, quý trọng, nhưng mà lại được chất chứa trong một cái bình sành. Một cái bình sành có nghĩa là gì? Mảnh mai, dễ vỡ. Chính vì thế cho nên hôm nay chúng ta dâng thánh lễ cầu nguyện cho các cha ở cái chỗ là mỏng manh, dễ vỡ đó.
mặc dù chứa đựng một cái chức thánh thật là cao quý và nhưng không từ Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các cha, cầu nguyện cho Đức Cha Giáo Phận để bớt đi cái sự mong manh dễ vỡ của cái phận con người, mà nhờ đó biến mình trở thành một khí cụ Chúa dùng, nuôi dưỡng hội thánh của Chúa trên mảnh đất Bắc Ninh thân yêu của chúng ta đây. Kính thưa cộng đoàn, đấy là những điều mà Thánh lễ dầu hôm nay vén mở cho chúng ta thấy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì cái xác tín đức tin ấy. Chúng ta nhận ra được một Đức Kitô đang sống trong cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Chúng ta nhận ra một hội thánh của Đức Kitô ấy cũng đang sống động trong cộng đoàn hôm nay. Cộng đoàn ấy được nuôi dưỡng bởi Đức Kitô đang sống ấy, qua các thừa tác viên của Ngài là Giám mục, Đức Giám mục Giáo Phận, các linh mục, các phó tế. Và dầu mà chúng ta chuẩn bị cử hành nghi thức làm phép và thánh hiến như là những chất liệu cần thiết giúp cho các thừa tác viên của Chúa tuôn đổ ơn lành của Chúa, ơn thánh của Chúa qua việc cử hành bí tích xuống cho cộng đoàn dân Chúa, để giúp cho cái cộng đoàn ấy sống khỏe, sống dồi dào. Cho nên thưa cộng đoàn, chức thánh giám mục, chức thánh linh mục và chức thánh phó tế không phải vì cá nhân của người ấy, nhưng vì hội thánh của Chúa. Cho nên cứ theo nguyên tắc, nếu một linh mục mà không coi sóc giáo phận, một linh mục không coi sóc giáo xứ, không có buộc phải cử hành thánh lễ mỗi ngày, bởi vì không có giáo dân. Nhưng mà ngày Chúa Nhật ấy, thì nếu không tham dự thánh lễ thì linh mục ấy phải cử hành thánh lễ một mình để nuôi dưỡng linh mục ấy, vì linh mục ấy cũng là hội thánh cần phải được tham dự thánh lễ. Cho nên thưa cộng đoàn, tôi muốn chia sẻ điều ấy để cho thấy chúng ta đều là thuộc, là một thành phần thuộc về hội thánh của Chúa, Đức Giám mục Giáo Phận, các linh mục, cộng tác viên của Ngài, các phó tế phụ giúp Ngài và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Mà thành phần ưu tuyển là các tu sĩ nam nữ mà chúng ta đang thấy ngồi trước mắt chúng ta đây. Một hội thánh của Chúa được nuôi sống, được nuôi dưỡng dồi dào, đang là mục tử của hội thánh, chăm sóc hội thánh. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín cái điều ấy mạnh mẽ trong đời sống đức tin của mình. Chúng ta từ đó cầu nguyện và thánh hiến để qua đó ơn thánh của Chúa tuôn đổ xuống, nuôi sống đời sống đức, nuôi dưỡng đời sống đức tin của mỗi, tiếp tục dùng các cộng tác viên của Chúa, các thừa tác viên của Chúa đây để nuôi dưỡng hội thánh của Chúa, trong đó có cả hàng ngũ các giáo sĩ nữa. Xin tạ ơn Chúa về điều ấy và xin cho xác tín ấy trở thành nền tảng hướng dẫn tất cả mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta trong mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hội thánh của Chúa là chúng ta đây. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Giám mục Giáo Phận đã đành và các cha đang coi sóc các giáo xứ, các giáo họ, các giáo điểm ở trong toàn thể các tỉnh thành thuộc giáo phận. Kính thưa cộng đoàn, nhu cầu của giáo phận Bắc Ninh hiện nay còn rất lớn, và con số các linh mục coi sóc giáo phận thì cũng chưa có đủ để đáp ứng cho cái nhu cầu rất lớn của cộng đoàn dân Chúa, huống hồ là còn phải nỗ lực để loan báo tin mừng nữa. Cho nên ngày lễ hôm nay không chỉ là ngày lễ cầu nguyện cho các linh mục, tôi nghĩ ngày lễ hôm nay còn khơi lên trong lòng quý ông bà anh chị em một cái sự quảng đại dâng con cho Chúa trong đời sống tu trì, trong đời sống thánh hiến, để rồi sự quảng đại ấy góp phần làm nên những thừa tác viên của hội thánh mà Chúa có thể dùng để nuôi dưỡng hội thánh của Chúa trong thời đại hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho Đức Cha, cho các cha biết quảng đại hơn nữa, để Chúa dùng mình trở thành khí cụ nuôi dưỡng hội thánh của Chúa. Chúng ta cũng xin cho các gia đình công giáo trong giáo phận quảng đại hơn nữa qua việc dâng con cho Chúa trong đời sống tu trì, để rồi với việc quảng đại ấy chúng ta nhận ra những ơn lành Chúa đổ xuống trên mảnh đất thân yêu này và trổ sinh những hoa trái tốt đẹp cho cộng đoàn dân Chúa ở giáo phận Bắc Ninh chúng ta. Xin dâng lên Chúa tâm tình ấy trong thánh lễ truyền dầu hôm nay.
Trong ngày kỷ niệm Đức Kitô chia sẻ chức vụ tư tế của Người cho các thánh tông đồ và cho mỗi người chúng ta, anh em có muốn lặp lại những lời anh em đã tuyên hứa trước mặt giám mục của anh em và trước mặt cộng đoàn dân Chúa trong ngày anh em lãnh nhận chức linh mục không? Thưa con muốn. Ngày chúng ta lãnh nhận chức thánh vì yêu mến Chúa Kitô và để phục vụ hội thánh người, chúng ta đã vui lòng chấp nhận trách nhiệm phục vụ cộng đoàn được giao phó cho chúng ta. Vậy anh em có muốn ngày càng gắn bó hơn với Chúa Giêsu và cố gắng noi gương người mà từ bỏ bản thân và trung thành giữ những lời chúng ta đã cam kết không? Thưa con muốn. Chúng ta phải là những người quản lý trung thành đối với các mầu nhiệm của Thiên Chúa khi rao giảng lời Chúa, cử hành bí tích thánh thể và các bí tích khác. Vậy theo gương Chúa Kitô là thủ lãnh và là mục tử của chúng ta, anh em có muốn thi hành chức vụ của mình một cách nhiệt thành và vô vị lợi không? Thưa con muốn. Hiệp thông trong chức tư tế và sứ mạng của giám mục, linh mục phải là những cộng sự viên đắc lực của hàng giám mục. Vậy anh em có hứa kính trọng và vâng phục giám mục của anh em cùng các đấng kế vị ngài không? Thưa con muốn. Tiếp theo là phần cầu xin. Xin mời cộng đoàn đứng. Tiếp theo lời hứa của các linh mục, Đức Giám mục mời gọi mọi người cầu nguyện cho các mục tử. Sau mỗi lời mời gọi của ngài, xin cộng đoàn đáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. Sau lời nguyện kết thúc, tất cả cộng đoàn cùng thưa Amen. Anh chị em giáo dân thân mến, xin anh chị em cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài tràn đầy ân sủng để các ngài trở nên những tôi tớ trung thành của Đức Kitô Thượng Tế, và nhờ đó mà dẫn đưa anh chị em đến với người là nguồn mạch duy nhất của ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho giám mục của anh chị em, để chính tôi cũng trung thành với sứ mạng tông đồ Chúa đã trao phó cho tôi. Nhờ đó giữa anh chị em, tôi trở nên hình ảnh ngày càng sống động và trung thực hơn của Đức Kitô, là tư tế, mục tử, tôn sư và tôi tớ của mọi người. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chính anh chị em và cho tất cả mọi Kitô hữu. Qua bí tích rửa tội, anh chị em đã trở nên chi thể trong nhiệm thể của Đức Kitô. Xin cho anh chị em được lãnh nhận dồi dào ơn sủng Chúa qua các thừa tác viên của người và luôn hiệp thông tích cực cộng tác trong việc loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con. Xin Thiên Chúa gìn giữ tất cả chúng ta trong tình thương của người. Xin người đích thân hướng dẫn chúng ta, mục tử cũng như đàn chiên của người, tới sự sống muôn đời. Amen. Nghi thức lặp lại lời tuyên hứa đến đây kết thúc. Kính mời cha tổng đại diện và quý cha quản hạt về chỗ. Mời cộng đoàn an tọa. Trong kiếp người tham dự vào chức thánh con Chúa Trời, linh mục là mối hương coi chân ái, là tình hoa của giáo hội, ngọn hài đấng thắm trên sương trần. Xin cho người bye.
thánh hiến bao lễ vật, chúng thành làm chứng ta cho nương trời. Linh mục là đuốc sáng giữa trời đêm, dù phong ba dù phũ phàng, một niềm tin chứng nhân muôn đời. Xin cho người tin không bao giờ. Tiếp theo là nghi thức làm phép và thánh hiến dầu. Dầu thánh sẽ được dùng trong các bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức, bí tích truyền chức và nghi thức cung hiến thánh đường hay bàn thờ. Dầu bệnh nhân dùng trong bí tích sức dầu để nâng đỡ những người đau yếu. Dầu dự tòng sẽ được dùng để chuẩn bị cho những anh chị em muốn gia nhập Kitô giáo. Giờ đây các bình dầu sẽ được rước lên cung thánh cách long trọng để trình lên Đức Giám mục. Trong khi đó ca đoàn sẽ hát lên bài điệp ca: Ôi đấng cứu độ muôn nước thế gian, xin nhận ca khúc của toàn dân. Nghi thức làm phép dầu bệnh nhân. Xin mời cộng đoàn đứng. Thưa Đức Cha, đây là dầu để làm phép thành dầu bệnh nhân. Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ con Chúa mà chữa lành bệnh tật những người đau yếu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần Chúa, đấng an ủi từ trời đến trên chất dầu này, mà Chúa đã thương ban cho cây xanh tươi, sản sinh hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờ ơn phúc lành của Chúa, những ai được sức dầu này đều lãnh nhận ơn phù trợ thân xác và tâm hồn, được khỏi mọi đau đớn bệnh tật. Lạy Chúa xin ban cho chúng con dầu Chúa đã chúc phúc,
Nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Tiếp theo là nghi thức làm phép dầu dự tòng. Thưa Đức Cha, đây là dầu để làm phép thành dầu dự tòng. Lạy Chúa là sức mạnh và là đấng che chở dân Chúa. Chúa đã dùng dầu làm dấu chỉ sức mạnh. Xin đoái thương chúc phúc cho dầu này và ban sức mạnh cho những người dự tòng được sức dầu này, để họ lãnh nhận sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa. Xin cho họ hiểu biết tin mừng của Đức Kitô, biết quảng đại dấn thân trong đời Kitô hữu, và khi xứng đáng trở nên con cái của Chúa, họ được vui mừng tái sinh và hân hoan sống trong hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây là nghi thức thánh hiến dầu thánh. Thưa Đức Cha, đây là dầu để thánh hiến thành dầu thánh. Đức Giám Mục sẽ pha thuốc thơm vào dầu, sau đó Ngài hà hơi trên dầu để thánh hiến thành dầu thánh. Lạy Chúa là đấng ban sự sống và đã thiết lập các bí tích để củng cố và đem lại cho sự sống một ý nghĩa tròn đầy. Chúng con cảm tạ lòng nhân lành khôn tả của Chúa. Trong Cựu Ước, Chúa đã cho dân Chúa nhận biết sức mạnh của dầu thánh, và khi tới thời viên mãn, Chúa làm cho mầu nhiệm ấy nên trọn vẹn nơi Đức Kitô Giêsu, con Chúa và là Chúa chúng con. Nhờ cuộc khổ nạn, sự chết và phục sinh, Người đã cứu độ nhân loại và ban cho hội thánh được tràn đầy Chúa Thánh Thần cùng mọi ơn thiêng cần thiết để hoàn tất công cuộc cứu độ của Chúa. Từ đấy, qua dấu chỉ dầu được thánh hiến, Chúa ban phát cho loài người nguồn phong phú ơn Thánh Chúa, để con cái Chúa khi được tái sinh trong phép rửa tội, nhờ việc sức dầu Chúa Thánh Thần được trở nên vững mạnh và nên giống Chúa Kitô, và được tham dự vào sứ vụ tiên tri, tư tế và vương giả của Người. Xin quý cha đồng tế đưa tay hướng về phía bình dầu. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhờ quyền lực ơn Thánh Chúa làm cho việc pha thuốc thơm vào dầu này trở nên khí cụ và nguồn mạch phúc lành của Chúa cho chúng con. Xin Chúa đổ tràn đầy ân huệ Chúa Thánh Thần trên anh chị em chúng con là những người sẽ được sức dầu. Xin ban vẻ huy hoàng thánh thiện cho những nơi hoặc những đồ vật được ghi dấu bởi dầu thánh này. Nhưng trên hết mọi sự, lạy Chúa, nhờ việc sức dầu của Chúa, xin làm cho hội thánh Chúa được lan rộng và tăng trưởng mãi cho đến ngày viên mãn trong vinh quang vĩnh cửu, khi Chúa sẽ là tất cả cho mọi người, cùng với Đức Kitô con Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Nghi thức thánh hiến và làm phép dầu kết thúc. Xin mời cộng đoàn ngồi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, ước chi thần lực của lễ tế này giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã nhờ Chúa Thánh Thần sức dầu tân phong con một Cha làm thượng tế giao ước mới và vĩnh cửu. Cha đã định liệu cho chức linh mục duy nhất của Người được tồn tại trong Hội Thánh. Người không chỉ ban chức linh mục vương giả cho dân thiêng của Cha, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn một số người để họ tham gia thánh vụ của Người nhờ việc đặt tay. Cha muốn họ nhân danh Người tai diện hy lễ cứu độ, dọn cho con cái Cha bàn tiệc vượt qua, lấy tình thương dẫn dắt, lấy lời Cha nuôi dưỡng, và dùng các bi tích bồi bổ dân thánh của Cha. Khi hiến dâng cuộc đời cho Cha để lo cho anh chị em được cứu độ, họ cố gắng nên giống Đức Kitô và kiên trì làm chứng về đức ai và đức tin. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Cha và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám xuống ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ôi linh hồn, linh hồn đời đời.
Con thờ lạy Chúa Chí Tôn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích cho chúng con tìm lại được sức mạnh. Xin giúp chúng con sống giữa người đời như những chứng nhân của Đức Kitô, để cùng với người chúng con đưa họ về với Chúa, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, Cha Tổng đại diện giáo phận sẽ đại diện cho Linh Mục Đoàn và Cộng đoàn Dân Chúa trong gia đình giáo phận, dâng lời cảm ơn Đức Cha cùng các cá nhân đoàn thể đã góp phần phục vụ trong thánh lễ hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha. Trọng kính Đức Cha, trước hết chúng con dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì ban cho một buổi sáng tràn đầy ánh nắng nằm bừng lên trong tâm hồn mỗi người chúng con ơn Thánh Chúa. Thưa đến, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha Cosma, tuy không hiện diện nhưng Đức Cha cũng hợp một ý để dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt là cầu nguyện cho anh em linh mục đoàn chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha vì mỗi một năm Đức Cha chọn một địa điểm để dâng lễ truyền dầu cho giáo phận, là những dịp thuận tiện để giáo dân các giáo hạt các nơi có cơ hội để tham dự lễ dầu sốt sáng. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha quản hạt Nội Bài, cũng là Cha xứ. Cảm ơn tất cả các đoàn hội, ban ngành, cá nhân trong cũng như ngoài giáo xứ, giáo hạt đã cộng tác với Cha xứ, với anh chị em tại giáo xứ Bến Đông này để tổ chức thánh lễ hôm nay. Mỗi một lần quay lại đây về giáo xứ Bến Đông này, chúng con cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì cái khuôn viên ngày một gọn gàng, sạch sẽ hơn để tổ chức những thánh lễ cấp giáo phận. Chúng ta có một tràng pháo tay thật lớn cảm ơn Cha xứ và giáo xứ Bến Đông. Thứ đến, thay lời cho anh em linh mục, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã
dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho chúng con. Và trong bài chia sẻ hôm nay, Đức Cha nhắc chúng con mấy điều. Thứ nhất là trở lên những khí cụ trong tay Thiên Chúa. Chúng con ý thức rằng chúng con không phải là quan chức, không phải là doanh nhân, nhưng là khí cụ để loan báo tình thương của Thiên Chúa đến với mọi người. Và chúng Đức Cha nhắn chúng con là cho dù ở đâu, ở chỗ nào đi chăng nữa, thì chúng con cũng hãy làm cho Đức Kitô đang sống. Đó là cái sứ vụ rất quan trọng của tất cả anh em chúng con mà Đức Cha đã nhắn gửi chúng con. Đó là lời của giáo hội, lời Đức Kitô nhắn gửi chúng con. Để chúng con ý thức ơn, dù ở địa vị nào chăng nữa, chúng con phải làm cho Đức Kitô sống ở cộng đoàn chúng con đang phục vụ. Rồi Đức Cha cũng nhắc chúng con là tuy là ơn thánh, nhưng mang trong mình, như Thánh Phaolô nói, là bình sành dễ vỡ. Cần sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của anh chị em giáo dân. Như Đức Cha chia sẻ, anh em chúng tôi không phải là quan tướng gì, cũng có những thiếu sót, cũng có những lầm lỡ, cần sự giúp đỡ, cầu nguyện của anh chị em, đặc biệt là đóng góp chân thành. Đó là điều Đức Cha nhắc, và cũng là điều mà anh em chúng con cũng ý thức điều đó. Không phải trong thánh lễ hôm nay Đức Cha kêu gọi, mà Đức Cha kêu gọi anh chị em trong toàn giáo phận hàng ngày cầu nguyện cho các cha đang phục vụ ở các nơi. Có những điều gì, xin anh chị em giúp đỡ, góp ý chân thành trong tình yêu của Thiên Chúa để xây dựng cộng đoàn, xây dựng giáo hội, xây dựng giáo phận. Đó là điều Đức Cha nhắc và cũng là cầu nguyện của anh chị em. Thay lời cho tất cả các cha, một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn hai Đức Cha, đặc biệt Đức Cha Giuse. Cảm ơn cha xứ Nội Bài và anh chị em trong và ngoài giáo xứ đã tích cực nỗ lực cộng tác trong buổi thánh lễ hôm nay. Chúng con kính chúc Đức Cha, kính chúc các cha, kính chúc toàn thể cộng đoàn trong Tam Nhật Thánh được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Chúng con xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Giờ đây Đức Cha Chủ Tế sẽ ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Trước khi ban phép lành cuối lễ, con xin được cùng với Đức Cha Cosma và cộng đoàn dân Chúa hôm nay có lời chia vui với tất cả các cha trong ngày nhắc lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Thưa cộng đoàn, các cha vất vả lắm, làm linh mục thì không có lương, mà không vừa ý ai ấy, thì người ta rất là khó chịu. Cho nên xin mọi người, như cha tổng đại diện vừa nhắc nhở, chúng ta cầu nguyện cho các cha. Chúng ta có cái gì không vừa ý thì xin góp ý trong tinh thần xây dựng, để giúp cho các cha sống cái tư cách khí cụ rõ nét hơn của Chúa, để mà giúp cho hội thánh của Chúa được sống và sống dồi dào. Cho nên trong ngày vui hôm nay cũng là ngày kỷ niệm nhắc nhớ các cha về chức thánh linh mục được lãnh nhận nhưng không, xin cộng đoàn cùng với hai đức cha để một tràng pháo tay để chia vui với các cha. Đức cha đáng kính Giuse Đỗ Quang Khang, nhờ ơn Thiên Chúa và tòa thánh làm giám mục giáo phận Bắc Ninh này, nhân danh Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn tội thật và xưng tội rước lễ. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho hai đức giám mục giáo phận và cho hội thánh mẹ chúng ta. Và anh chị em hãy cố gắng sống thánh thiện, tiến bước trong sự hiệp thông hoàn toàn với hội thánh.
Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây là nghi thức rước dầu thánh, dầu bệnh nhân và dầu dự tòng về lễ đài lòng Chúa thương xót theo thứ tự sau đây. Thứ nhất, bình hương. Thứ hai, thánh giá nến cao. Thứ ba, tàu hương. Thứ bốn, quý thầy giúp lễ. Thứ năm, thầy mang dầu, bình dầu thánh. Thứ sáu, thầy mang bình dầu bệnh nhân. Thứ bảy, thầy mang bình dầu dự tòng. Thứ tám, quý thầy phó tế. Thứ chín, quý cha đồng tế. Thứ mười, đức cha chủ tế. Thứ mười một, hai thầy phó tế giúp đức cha. Thứ mười hai, hai thầy mũ gậy. Trong lúc đoàn nghi lễ rước dầu, xin cộng đoàn đứng yên tại chỗ nghiêm trang. Đến khi nào đoàn rước đã về đến lễ đài, chúng ta mới rời vị trí của mình. Đang khi đi kiệu dầu, ca đoàn hát các bài thích hợp. Oh,
Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan, thiếu thốn đức lơ đồng trinh hiền vinh sáng năng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời quý ông bà anh chị em, trước khi ra về chúng ta vui lòng chồng giúp cho các chiếc ghế ngồi, và ai ở gần cửa nào xin chúng ta đóng giúp cho các cửa ở gần đó, thể hiện một